Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Bản giá xe Kia tháng 7 2019 mới nhất Thưa quý vị, cập nhật bản giá xe Kia 2019 mới nhất vào tháng 7, các phiên bản ô tô Kia Morning, Rio, Cerato, Optima, Chorus, Sol, Rondo, Sorento Sedona ATMT tại Việt Nam. Dòng xe Morning MT 1.0L 5MT công suất và mô men xoắn lần lượt 86 120, giá bán tháng 7 là 290 triệu đồng. Morning EX 1.2L 5MT 86 120, 299 triệu đồng. Morning SI 1.2L 5MT 86 120, giá bán 345 triệu đồng. Morning AT 1.2L 5AT 86 trên 120, 355 triệu đồng. Morning SI 1.2 lít 5 AT 86 trên 120, 379 triệu đồng. Morning S là 393 triệu. Rio 5 cửa 1.4 lít 4 AT 106, 135, giá 592 triệu đồng. Cerato MT 1.6L 6MT 128 157 giá 559 triệu đồng. Cerato AT 1.6L 6AT 128 157 giá 589 triệu đồng. Cerato Deluxe 1.6L 6AT 128 157 giá 635 triệu đồng. Cerato Premium 2.0L 6AT 159 194 giá 675 triệu đồng. Optima AT 2.0L6 AT 159 194 789 triệu đồng. Optima GT Line 2.4L6 AT 156 trên 228 969 triệu đồng. Chorus 3.8L8 AT 286 trên 192 2.708 tỷ triệu đồng. Sol có sunroof 2.0L 6AT 156-192 giá 750 triệu đồng. Rondo GMT 2.0L 6MT 158-194 giá 609 triệu đồng. Rondo GAT 2.0L 6AT 158 trên 194 giá 669 triệu đồng. Rondo GATH 2.0L 6AT 158 trên 194 799 triệu đồng.

Sedona Platinum G 3.3 lít 6 AT 266 trên 318, 1 tỷ 429 triệu đồng. Sedona Platinum D 2.2 lít 8 AT 197 trên 440, 1 tỷ 209 triệu đồng. Sedona Luxury 2.2 lít 8 AT 197 trên 440, 1 tỷ 129 triệu đồng. Giá xe Kia Morning tháng 7 2019 – Thưa quý vị, giá xe Kia Morning tháng 7 2019 giữ ổn định khi không có sự thay đổi nào so với trước đó. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Morning MT có giá 290 triệu, bản Morning EX thì có giá là 299 triệu, Morning SIMT giá 345 triệu, Morning AT giá 379 triệu đồng, Morning S thì giá là 393 triệu. Bên cạnh đó, Kia Morning AT 2019 phiên bản giá rẻ được giới thiệu tại Việt Nam chốt giá 355 triệu đồng. Kia Cerato 2019 chính thức có mặt ở các đại lý và mở bán từ tháng 1 2019 với giá niêm yết cụ thể như sau. Cerato MT 559 triệu đồng, Cerato AT 589 triệu đồng, Cerato Deluxe 635 triệu đồng và Cerato Premium 675 triệu đồng. Kia Optima là mẫu xe hạng D của nhà Kia và cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe đình đám như Toyota Camry, Mazda 6, Honda Accord. Phiên bản nâng cấp Kia Optima 2019 đã chính thức ra mắt khách hàng Việt trong tháng 4/2019 và bán ra với hai phiên bản: Optima AT và Optima gt Line, có giá lần lượt 789 và 969 triệu đồng. Trong tháng 7, 2019, giá xe Kia Rondo được niêm yết cho hai bản cao cấp nhất là 2.0 GATH và 1.7 DAT ở mức 779 triệu đồng. Trong khi đó, hai bản thấp hơn Rondo 2.0 GMT và 2.0 GAT vẫn giữ nguyên con số 609 và 669 triệu đồng. Theo đó, giá xe Kia Sedona 2019 vẫn không thay đổi từ khi mở bán vào tháng 12 2018. Kia Sedona 2019 hiện bán ra 3 bản thay vì 4 bản như trước. Đầu tiên là Kia Sedona Luxury, giá 1,129 tỷ đồng. Tiếp theo là Kia Sedona Platinum D, giá 1,209 tỷ đồng. Cuối cùng là Kia Sedona Platinum G, giá 1,429 tỷ đồng. Tương tự như các mẫu xe khác trong bảng giá Kia Sorento không thay đổi giá bán trong tháng 7 này. Tạm thời giá xe Kia Sorento tháng 7 đang giữ ở mức tương ứng 949 triệu đồng, 799 triệu đồng, 919 triệu đồng cho Kia DATH, GAT và GATH. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicor TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.